Hello. Chào. Đây là chợ lớn. Chợ lớn buổi sáng. Hôm nay là thứ hai, 26 tây tháng 8 năm 2024. Buổi sáng thức dậy thì tôi đi lòng vòng ở trong phòng của mình. Tự ghi hình, kể chuyện. Ngày nay kể chuyện là một thú tiêu khiển rất tốt. Ngày xưa thì chúng ta học chữ, học viết văn rồi làm ra những cuốn sách. Còn ngày nay thì chúng ta học kỹ thuật ghi hình, tự đóng phim để viết ra, để làm ra những câu chuyện video clip. Để làm video clip thì chúng ta cần biết kỹ năng lấy hình, biết kỹ năng sáng tác, kỹ năng lắp ghép để làm ra câu chuyện. Bây giờ thì tôi sẽ kể câu chuyện. Buổi sáng tôi ôn tập môn ngoại ngữ tiếng Anh. Tôi làm cái bàn ở đó, tôi có cà phê đen, có nước chín. Tôi có ổ bánh mì. Đây là ổ bánh mì. Để tự ôn tập môn Anh văn thì tôi sẽ dùng app Google Translate. Cái hay của dùng app Google Translate là chúng ta như có một người bạn thông dịch. Khi chúng ta nói tiếng Việt thì nó sẽ dịch ra tiếng Mỹ. Và nhờ vậy mà chúng ta có thể học được tất cả những gì mà chúng ta muốn một cách dễ dàng. Coi như bên cạnh chúng ta có một người Mỹ không hề biết than vãn, lúc nào cũng sẵn sàng giúp cho chúng ta học cái môn ngoại ngữ mà chúng ta ưa thích. Tôi chọn quan hệ cấp dịch giữa một bên là Vietnamese, một bên là Ấn Độ. Bây giờ tôi tìm câu, những câu nói thường dùng, học những câu ngắn thôi, từ những câu đó chúng ta rút ra được cái chữ. Sau khi chúng ta rút ra được cái chữ rồi ấy, sau này chúng ta sẽ học cách đặt câu, từ đó chúng ta có thể diễn tả được những điều mà mình muốn nói. Ví dụ bây giờ đây là bánh mì, tôi thích ăn bánh mì mỗi buổi sáng. Tôi thích ăn bánh mì mỗi buổi sáng. Nó hiện ra câu tiếng Việt. Chúng ta có thể nghe. Và ở dưới là câu tiếng Anh.
I like to eat bread every morning. Tôi thích uống cà phê mỗi buổi sáng. Nghe câu tiếng Việt. Tôi thích uống cà phê mỗi buổi sáng. Câu tiếng Anh. I like to drink coffee every morning. I like to drink coffee every morning. Học ngoại ngữ thì phải rèn luyện bốn chức năng: nghe, nghe bằng cái lỗ tai, phát âm bằng cái miệng, đọc chữ bằng mắt, và đặc biệt là học viết. Học viết, viết để nhớ chữ. Tiếng Mỹ khó nhất là viết được cái chữ của cái tiếng nói. Do đó cái môn đó nó gọi là dictation. Dictation. Tức là chúng ta viết được cái chữ từ cái tiếng nói. Ví dụ hồi nãy chúng ta có câu tôi thích ăn, thì chúng ta nói là I like to eat. I like to eat. Eat cái gì? Eat bread. Eat bread. Nếu là eat bánh mì. Bread. Bánh mì. Mỗi buổi sáng là every morning. Every morning. I like to eat bread every morning. Trong câu này chúng ta học được chữ bread. Bread là bánh mì. Bây giờ chúng ta thích uống cà phê thì chúng ta nói là I like to drink coffee every morning. Cấu trúc câu thì cũng giống vậy. Chỉ thay cái gì? Chỉ thay là I like to drink black coffee. I like to drink black. Black là đen. Coffee là cà phê đen. I like to drink black coffee every morning. Đây là một cái dạng câu chúng ta sẽ rất thường dùng. Ví dụ mà tôi thích ăn trái cây Việt Nam thì chúng ta nói là I like to eat. Eat là ăn. Trái cây Việt Nam là Vietnamese fruit. Vietnamese fruit. Fruit là trái cây. Ta có thể dùng Google Translate để kiểm tra điều này. Tôi thích ăn trái cây Việt Nam. Nghe câu tiếng Việt. Tôi thích ăn trái cây Việt Nam. Câu tiếng Anh. I like to eat Vietnamese fruit. I like to eat Vietnamese fruit. Fruit không có S. I like to eat
Vietnamese food. Ta có thể nghe máy đọc. I like to eat Vietnamese fruit. Cứ như vậy mà chúng ta tự mình có thể ôn được môn ngoại ngữ mà mình ưa thích một cách dễ dàng. What? Cái gì em? Cà phê. Đưa rồi lấy làm gì nữa? Vậy cũng đưa vô đó nữa, không biết chi gì vậy à? This coffee for you. This coffee for you. This coffee. I like to drink coffee every morning. Rồi thích uống cà phê mỗi buổi sáng. Bây giờ chúng ta sẽ dùng Google Translate để ôn tập môn tiếng Anh. Cái điều thú vị là chúng ta nắm được cái nghệ thuật gọi là nghệ thuật kể chuyện. Tức là tự mình dùng cái điện thoại của mình để làm ra câu chuyện kể. Tôi là người thích kể chuyện. Bạn nghe câu tiếng Việt. Tôi là người thích kể chuyện. Câu tiếng Anh. I am a storyteller. I am thì là tôi là. I am là người á, là một người là A. Story là câu chuyện, ghép với chữ teller. To tell là kể, thêm er là người. Teller. I'm a storyteller. Đó là tôi là người thích kể chuyện. Kể chuyện là một hình thức sáng tác của thời đại mới. Chúng ta nghe câu tiếng Việt. Kể chuyện là một hình thức sáng tác của thời đại mới. Câu English. Storytelling is a new form of writing. Kể chuyện là story telling. Tức là cái chuyện kể chuyện á thì là story telling. Tắt chữ này ra thì chúng ta có chữ story là câu chuyện, tell là kể, cộng với ing nữa là đổi thành danh động từ. Thật ra khi ta ghép lại storytelling tức là cái nghệ thuật kể chuyện. Is là, is là a new form là cái hình thức mới. Of writing storytelling is a new form of writing. Ngày xưa chúng ta học chữ để viết văn, làm ra những cuốn sách. Ngày nay chúng ta dùng cái điện thoại tự kể chuyện để làm ra những video clip. Hello. Đây là cái trang home trên điện thoại của tôi. Ở đây tôi có cái app Google Translate. Và tôi dùng thêm cái app Notebook với cái app Chrome để tạo ra những cái công cụ giúp cho tôi học môn tiếng Anh rất tốt.
Nói rộng ra là có thể học các môn ngoại ngữ mà tôi thích. Tôi sẽ vào Google Translate. Ở đây thì tôi có cái dùng gọi là Enter Text, tức là nhập văn bản vào đây. Một bên tôi chọn là Vietnamese. Khi tôi nói tiếng Việt thì nó sẽ dịch ra English tiếng Anh. Cái microphone này là khi tôi nhấn vào đây là tôi nói. Còn khi nào mà muốn hội thoại á, thì tôi sẽ dùng chức năng conversation. Còn muốn dịch từ hình á, thì tôi dùng chức năng cái camera. Tức là nó sẽ quét lên hình, thấy chữ, nó sẽ dịch ra cái tiếng mà mình muốn. Bữa nay tôi sẽ sử dụng chức năng dịch tiếng Việt ra tiếng Anh. Thế thì chúng ta học những câu đơn giản, những câu mà thường xài. Chúng ta đừng có học những câu quá cao siêu, bởi vì ngôn ngữ đầu tiên là phải giao tiếp được, tức là nói người ta hiểu. Câu đầu tiên là thép vào cái microphone và nói. Lâu ngày tôi không gặp anh. Đây là câu tiếng Việt. Chúng ta liếc qua để coi nó có sai không. Nếu mà nó không sai thì chúng ta nhấn qua cái phần ở dưới, tức là phần tiếng Anh. Nhấn vào cái micro và nghe đọc, nghe nó đọc cái câu này. Long time no see. Long time, long là dài, time, time là thời gian. Long time no see, không thấy. Đây là một câu mà rất là thường nói. Mình gặp bạn bè mình nói long time no see, rồi lâu ngày không gặp. Câu tiếp theo chúng ta ưa nói là mà bạn có khỏe không? Bạn có khỏe không? Ta nghe câu tiếng Anh. How are you? How are you? Bạn có khỏe không? How are you? Long time no see. Lâu ngày không gặp. How are you? Bạn có khỏe không? Tiếp tục. Cuộc sống của tôi rất tốt. Nghe đọc. My life is good. My life, cuộc sống của tôi is good. Người ta hỏi how are you? Mình nói my life is good. Cuộc sống của tôi rất tốt. Chúng ta có thể hỏi bạn mình là bạn đang bận việc gì vậy? Nếu ta kiểm tra câu tiếng Việt thì ta nhấn vào cái lo. Bạn đang bận việc gì vậy? Câu tiếng Anh. What are you busy with? What are you busy? Busy là bận rộn. With là với cái gì? What là cái gì? What are you busy with? What are you busy with? Nói đơn giản thì chúng ta có thể là what are you busy? What are you busy with? What are you busy with? Là bạn đang bận cái gì? Bạn trả lời là không có gì đặc biệt. Không có gì đặc biệt. Ta nghe nói, nghe đọc. Nothing special. Nothing special. Người ta hỏi mình là what's up? What's up tức là bạn đang bận cái gì đó. Thì bạn nói là nothing special. Không có gì đặc biệt. Nothing là không có gì. Special là đặc biệt.
nothing special. Có khi bạn nói là không có gì đặc biệt, đến lúc này không có gì đặc biệt. Chúng ta nhấn vào microphone và nói. Đến lúc này không có gì đặc biệt. Tiếp tục. Nothing special so far. Nothing special so far. Nothing special so far. Có khi người ta nói là so far so good. So far so good là đến lúc này không có gì đặc biệt, không có gì đặc biệt. Bình thường thôi, so far so good. Hoặc là bạn có thể nói mọi việc bình thường. Mọi việc đều bình thường. Ta nghe đọc. Everything is normal. Everything là mọi việc is normal. Normal là bình thường. Everything is normal. Tức là mọi việc đều bình thường. Cứ nhấn vào cái lo thì chúng ta sẽ nghe đọc tiếp. Everything is normal. Cứ nghe lặp lại. Everything là mọi việc is normal. Là bình thường. Bạn cũng có thể hỏi. Còn bạn thì sao? Ta nghe đọc. How about you? Còn bạn thì sao là how about you? How about you? Tức là còn bạn thì sao? How about you? How about you? Ta nghe đọc lại. How about you? Chúng ta có thể nghe câu nói là hôm nay là một ngày tốt đẹp. Hôm nay là một ngày tốt đẹp. Ta nghe đọc. Today is a nice day. Today là hôm nay. Is a nice day. Nice day là tốt đẹp. Hay là today is a great day. Great là lớn, vĩ đại. Great. Great day cũng được. Thành ra bạn có thể nói today is a nice day. Hoặc today is a great day. Nghe lại câu này. Today is a nice day. Có thể bạn sẽ hỏi có tiến triển gì không? Có tiến triển gì không? Nghe đọc. Any progress? Progress. Progress là tiến triển. Any progress là tức là có tiến triển gì không? Any progress? Any progress? Any progress? Ở đây lên giọng. Bạn nhớ là sau câu hỏi thì cái chữ chót là phải lên giọng. Any progress? Any progress? Any progress là có tiến triển gì không? Để hỏi tên thì bạn nói là xin cho biết quý danh. Chúng ta nghe câu này. Please let me know your name. Please let me, xin cho tôi biết. Know là biết. Please let me know là cho tôi biết. Your name là tên của bạn. Please let me know your name. Hay là what your name là câu hỏi bình thường. Nhưng ta hỏi lịch sự một chút thì ta sẽ nói là please let me know your name. Ta nghe lại câu này. Please let me know your name. Bạn cũng có thể nói là may I have your name please. May I have you your name please. Bạn có thể nói là tôi ngưỡng mộ đại danh của anh, tiếng tăm của anh.
Please let me know your name. Tôi rất ngưỡng mộ tiếng tâm của anh. Nghe đọc. I admire your reputation very much. I admire là ngưỡng mộ, admire your reputation tức là cái tiếng tâm, very much rất nhiều. Nghe lại câu này. I admire your reputation very much. I admire your reputation very much. Tức là tôi ngưỡng mộ tiếng tâm của anh. Tiếp. Tôi hy vọng anh sẽ có những ngày tốt đẹp ở đây. Ta nghe câu này. Nó có sự tham khảo. Tức là tôi hy vọng anh sẽ có những ngày tốt đẹp ở đây. Nếu câu này đúng, còn nó tham khảo là anh hy vọng, tôi hy vọng anh sẽ có những ngày tốt đẹp ở đây. Chữ khác cái chữ hy là y cục và chữ hy là y dài thôi. Chúng ta chọn phần dưới đi, y dài. Thì nó sẽ dịch là I hope you have a good time here. I hope you have a good time here. I hope you là tôi hy vọng anh. Hope là hy vọng, mong muốn. I hope you have a good time tức là có một cái thời gian tốt đẹp. Have là có, a good time là cái thời gian tốt đẹp, here là ở đây. I hope you have a good time here. Nghe lại lần nữa. I hope you have a good time here. I hope you have a good time here. Chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé. Nghe đọc. We will meet again. We will meet again. We là chúng ta. Will là sẽ. Meet là gặp. Again là lần nữa. Chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé. We will meet again. We will meet again. We will meet again. We will meet again. Ý tưởng hay. Nghe đọc. Good idea. Good idea. Good idea là chúng ta nói khen người ta, ý tưởng của bạn hay. Good idea. Good idea. Tiếp. Xin thay tôi hỏi thăm thân mẫu của anh. Ở đây bạn thấy là chữ thay này là sai rồi nè. Bán lẽ chúng ta phải dùng chữ y dài. Đó. Hỏi thăm thân mẫu của anh thì đúng. Do đó chúng ta có thể thép vào đây. Và chúng ta xóa cái chữ này đi, thay bằng y dài. Xin thay tôi hỏi thăm thân mẫu của anh. Ta lặp lại nó vẫn sai. Ta sửa cái chữ thay này là thay thế. Ta lại sửa lại chữ why. Đó. Ta nghe câu này. Xin thay tôi hỏi thăm thân mẫu của anh. Câu tiếng Anh. I asked his mother for him. I asked his mother for him. Câu này không hay lắm. Bình thường thì chúng ta sẽ nói là please say hello to your mother. Please say hello to your mother. Chúng ta sẽ
đọc lại một câu khác thử xem. Xin thay thế tôi hỏi thăm sức khỏe của mẹ anh. Chúng ta sẽ xin thay thế tôi hỏi thăm sức khỏe của mẹ anh. Đang nghe đọc. As a surrogate mother, I asked about his mother's health. The art about chữ his là your mother health, rồi sức khỏe của người mẹ. Đang nghe lại. As a surrogate mother, I asked about his mother's health. Tiếp. As a surrogate mother, I asked about his mother's health. Câu mới. Rất hân hạnh được biết anh. Đây là câu tiếng Việt. Ta kiểm tra câu tiếng Việt. Rất hân hạnh được biết anh. Câu tiếng Anh. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Có khi chúng ta sẽ trả lời là nice to meet you too. Đó là rất hân hạnh được quen anh, được gặp anh, được biết anh. Nice to meet you. Khi chia tay chúng ta thường nói đừng quên chúng tôi nhé. Nghe câu tiếng Anh. Don't forget us. Don't forget us. Us là chúng tôi. Còn tôi thì là me, tức là don't forget me. Don't là ghép của chữ do not. Viết tắt lại, viết gọn là don't. Quên là forget. Forget là quên. Us là chúng tôi. Object. Hay là thay bằng chữ me là don't forget me. Tức là đừng có quên tôi. Don't forget us. Đó là đừng có quên chúng tôi. Tiếp. Hãy giữ liên lạc nhé. Nghe câu tiếng Anh. Keep in touch. Keep in touch. Keep cái chữ cuối nó là phụ âm P. Chữ sau đó là chữ in á, rồi bắt đầu bằng nguyên âm I. Thành ra nó link ở đây. Thành ra nó không đọc là keep in mà nó đọc là keeping. Keeping. Touch là tiếp xúc, là liên lạc. Keep in touch. Ta nghe câu này. Keep in touch. Đó. Keep in chứ không phải là keep in. Keep in touch. Keep in touch. Keep in touch tức là giữ liên lạc với tôi. Hãy giữ liên lạc này nhé. Tôi có những ngày tuyệt vời ở đây. Chúng ta nghe đọc. I had a great time here. I have, tức là tôi đã có. A great time, tức là thời gian tuyệt vời. Great ở đây là lớn. Nhưng great time có nghĩa là tuyệt vời. Here là ở đây. Nghe lại câu này. I had a great time here. I have a great time here. Tức là tôi có những ngày tuyệt vời ở đây. I had a great time here. Great time là great có nghĩa là lớn, lớn lao lắm, to tát lắm. Ở đây nó dùng để chỉ chữ tuyệt vời. I have a great time here. I had a great time here. Tiếp tục. Về Mỹ, anh nhớ viết thư cho tôi nhé. Chúng ta kiểm tra câu tiếng Việt. Về Mỹ, anh nhớ viết thư cho tôi nhé. Câu tiếng Anh. Remember to write to me when you return to America. Remember
là nhớ, to write là viết, ở đây là viết thư, to me là cho tôi. Remember to write to me, tức là nhớ viết thơ cho tôi. When you return, when là khi, you là anh, return là trở lại, quay trở lại, to America là nước Mỹ. Remember to write to me when you return to America. Ta nghe câu này. Remember to write to me when you return to America. Tiếp. Chúng ta có những ngày vui vẻ ở Việt Nam. Nghe câu tiếng Việt. Chúng ta có những ngày vui vẻ ở Việt Nam. Câu tiếng Anh. We have fun days in Vietnam. We là chúng ta, have là có. Fun day là những ngày vui vẻ. Fun ở đây là vui vẻ. Day có S là nhiều ngày. Chúng ta có nhiều ngày, có những ngày vui vẻ. In Vietnam, ở Việt Nam. Chúc anh lên đường bình an. Nghe đọc. Have a safe trip. Have a safe trip. Safe là an toàn. Trip là một chuyến đi du, du ngoạn, du lịch. Have you a, have a safe trip. Chúc anh lên đường bình an. Nghe nhé. Have a safe trip. Đó là chúng ta đã dùng Google Translate để tự ôn tập môn English, môn American, môn tiếng Mỹ. Buổi sáng tôi có thói quen dùng Google Translate trên cái phone, help me, giúp cho tôi review English, ôn tập môn tiếng Anh. I tap on the Google Translate icon, tức là tôi tap vào trong cái biểu tượng của cái Google Translate. This is a Google Translate. I choose, tôi chọn. Translate Vietnam to English, dịch tiếng Việt ra tiếng Anh. When I touch microphone button, khi tôi chạm vào trong cái nút của cái mic. Thì tôi sẽ nói tiếng Việt. I say Vietnamese. Sorry. Tôi sẽ nói tiếng Việt. Thì nó dịch ra câu tiếng Anh. I will speak Vietnamese. I will speak Vietnamese. Tôi sẽ nói tiếng Việt. Nó sẽ dịch ra câu tiếng Anh. Nghe đọc. It will translate into English. It will translate to English. Translate Vietnam to English. Tức là dịch tiếng Việt ra tiếng Anh. Cứ như vậy tôi ôn tập môn tiếng Anh hoặc là tiếng Hoa mỗi buổi sáng. Tôi dùng thuật kể chuyện để tự học tiếng Anh. Give storytelling medicine to self-study. Và cái gì? Sai. Tôi sửa lại chữ tôi.
Nghe đọc. I use storytelling to self-study. I use storytelling to self-study. Tự mình là self, study là học, self-study là tự học. Chúng ta học những câu rất là thông thường. In the morning, I like to drink coffee. Buổi sáng, tôi thích uống cà phê. In the morning, I like to eat bread. Buổi sáng, tôi thích ăn bánh mì. I use napkin to wipe my mouth. Tôi dùng một cái khăn ăn để lau miệng. To wipe my mouth. This is a napkin. What is this? Cái này là cái gì vậy? What is this? This is a pencil. Đây là cây viết chì. What is this? Cái này là cái gì vậy? This is a long spoon. Đây là một cái muỗng dài. What is this? Cái này là cái gì vậy? This is a phone. This is my phone. Đây là cái điện thoại của tôi. Cứ như vậy, tôi sẽ tự mình ôn tập môn ngoại ngữ mà mình ưa thích một cách hiệu quả, nhất là không có tốn kém, không có phiền hà người khác, và có thể làm thực hành ở bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, ngủ, ngồi, đứng, chờ người, đi lang thang ở ngoài đường, chờ xe bus, bất cứ ở đâu chúng ta cũng có thể dùng Google Translate để ôn tập môn tiếng Anh theo ngữ cảnh một cách đơn giản, hiệu quả, đúng không? Chào. See you next time.